Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Trọng sẽ đốn ai? Số phận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long ngàn cân treo sợi tóc. Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long là hai nhân vật của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây quá nhiều nỗi đau cho đồng bào cả nước khốn khổ. Ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là người đứng đầu của Đảng Cộng sản, đồng thời ông là người chủ của lốt lò hàng chục năm qua, thì ông cần phải hành động dứt khoát. Chu Ngọc Anh với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ cần phải bị xử lý dứt điểm về mặt pháp luật. Việc ông Nguyễn Phú Trọng chưa kỷ luật mặt Đảng mà không động tĩnh gì về mặt pháp luật thì không còn ai tin vào hiệu quả của chiến dịch đốt lò của ông Trọng nữa. Tương tự như vậy, ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng không thể xem xét trong kỳ hội nghị lần này vì người dân đang trông đợi điều đó nếu ông Trọng không làm được. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã già. Cách đây hơn một tháng, tại kỳ họp từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản khi xem xét kết quả kiểm tra các dấu hiệu vi phạm với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế về nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã kết luận Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của hai bộ và hai ban cán sự do các ông lãnh đạo và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại về tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trong vụ này, ông Nguyễn Phú Trọng cũng phạm một sai lầm, đó là ký bằng khen cho Công ty Việt Á. Được biết, về mặt đảng thì chỉ là thủ tục có kỷ luật mà chỉ kiểm điểm qua quýt thì cũng có như không. Người dân cần ông Nguyễn Phú Trọng có hành động cụ thể, để trừng phạt thì phải có hình thức chế tài. Không mất chức, không truy tố thì không gọi là chế tài được. Chống tiêu cực mà chỉ chống bằng miệng thì đối tượng sẽ nhờn thuốc, sau đó họ sẽ sai phạm nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà quan chức sai phạm, hậu quả sẽ đổ lên đầu người dân cả nước, chứ không phải ai khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh. Hai người này cần phải bị chế tài bằng hình phạt nghiêm khắc. Chỉnh đốn đảng là chỉnh đốn ngay trong lãnh đạo cấp cao. Với trường hợp của ông Nguyễn Đức Chung, ông Trọng ra tay được thì không thể để ông Chu Ngọc Anh nhởn nhơ. Cả ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Đức Chung cũng đều móc nối với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đức Chung thì móc nối với Nhật Cường Mobile, còn ông Chu Ngọc Anh thì lại móc nối với Công ty Việt Á. Sai phạm của Nhật Cường Mobile không nguy hiểm bằng sai phạm của Công ty Việt Á. Vấn đề y học, nếu không có chữ tâm thì bao giờ hậu quả của nó cũng rất thảm khốc, đem đến cái chết của hàng ngàn người dân. Thậm chí còn hơn nữa khi kết quả xét nghiệm hoàn toàn sai. Chỉnh và đốn, đã chỉnh đốn đảng thì tốt phải đốn những quan chức biến chất, sai phạm thì có rồi, có kết luận rồi, mà nếu không đốn thì Đảng Cộng sản sẽ bẩn ngày càng bẩn hơn, đã nguy hiểm thì ngày càng nguy hiểm hơn. Những con người mà không chùn tay ngay cả khi người dân gặp phải bệnh tật thì có thể nói những con người lãnh đạo này không còn chút lương tâm. Trước thềm hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng từng cho bắt bớ rất rầm rộ. Đây chỉ là hành động đánh trống khua chiêng. Người dân cần xem hiệu quả thật, không cần xem những hành động mâu me để rồi kết quả không đi đến đâu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là công cụ để ông Nguyễn Phú Trọng thanh lọc thành phần trong đảng. Khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận ông Chu Ngọc Anh, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi khuyết điểm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thì cần phải ra biện pháp chế tài nghiêm khắc. Ông Trọng là người đứng đầu đảng thì cần phải có cái uy, đã kết luận sai phạm mà không xử lý thì như ông đã nói từ lâu, ông chẳng khác nào một đảng viên hữu danh vô thực. Đây là hình ảnh toàn cảnh Hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng đang phát biểu.
nếu không có quan chức tận tình giúp sức thì doanh nghiệp không thể nào qua mặt pháp luật, thọc tay vào cơ quan nhà nước và trục lợi trên đầu nhân dân được. Chủ doanh nghiệp tội 1 thì quan chức hỗ trợ doanh nghiệp làm sai trái thì tội đến 10. Ngồi ở ghế quyền lực cứ hễ làm càng sai thì kiếm càng được nhiều tiền. Mà những đồng tiền đó lại là tiền mồ hôi, nước mắt, thậm chí là tính mạng của người dân cả nước. Liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì với hai nhân vật này? Chúng ta hãy chờ xem hội nghị Trung ương 5 kết quả ra sao. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì một người phụ nữ mà tứ trụ chiến nhau, vì đâu nên nỗi này. Nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ khủng giữa những quan chức hàng đầu trong bộ chính trị của cả Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều người đã biết trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã trở thành người giới thiệu cho quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam xúc tiến việc mua vũ khí của Israel là trường hợp rất khó hiểu. Việt Nam và Israel có đặt quan hệ ngoại giao thì việc mua bán vũ khí thông qua cầu nối đại sứ quán là điều rất dễ dàng, thì cần gì đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm mai mối? Đây là câu hỏi rất lớn, cần phân tích kỹ để lòi ra chân tướng của vấn đề. Làm mối cho buôn bán vũ khí là cơ hội để hưởng hoa hồng. Với hợp đồng tỷ đô thì đây là món lợi kết xù chứ không phải là nhỏ. Tất nhiên, phe có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ đứng ra móc nối chuyện này chứ không thể ai khác. Nhân vật không thể thiếu trong hợp đồng mua bán này chính là Phan Văn Giang, người rất có quyền lực nhưng lâu nay tỏ ra là người kín tiếng. Đây là hình ảnh nhân vật được tứ trụ ưu ái Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bộ Quốc phòng cũng là nơi mà ai cũng muốn nhúng tay vào. Trên danh nghĩa, Bộ Quốc phòng là một bộ trực thuộc chính phủ, nên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ dưới quyền Thủ tướng. Tuy vậy, về mặt đảng thì Bộ Quốc phòng thuộc quyền chỉ đạo của ông Tổng Bí thư. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa là Tổng Bí thư, vừa là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chỉ là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương mà thôi. Hợp đồng mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng dứt khoát phải qua tay Phan Văn Giang. Hoa hồng tất nhiên là phải giải từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, việc giải hoa hồng sẽ thực hiện như thế nào thì xem ra rất khó vì tính phức tạp trong bộ máy này. Liệu hoa hồng này có được giải theo sơ đồ từ Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới các quan chức dưới quyền Bộ trưởng hay giải theo sơ đồ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quan chức dưới quyền của Bộ trưởng? Chưa biết hoa hồng sẽ giải theo sơ đồ nào, dù giải theo sơ đồ nào thì mâu thuẫn cũng sẽ xảy ra vì bên này được mà bên kia thì mất. Đó là cái rất khó. Trong danh sách quan chức là người quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì thấy khuyết tên ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng có tên ông Phạm Minh Chính. Vì thế, khả năng cao là hoa hồng sẽ phải giải theo sơ đồ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quan chức dưới quyền Bộ trưởng. Nếu người làm môi giới giải hoa hồng theo sơ đồ ưu tiên Thủ tướng thì rất có thể phía ông Tổng Bí thư sẽ không để yên. Đây là hình ảnh nhân vật tứ trụ và báo chí nước ngoài cho là có tham gia đấu đá trong vụ án của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Chuyện lại quả trong vấn đề mua vũ khí là không thể tránh khỏi. Được biết, vào năm 2017, thông tin của media đã trích dẫn một nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn Mỹ biết trong một cuộc họp ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được loại quả tới 25% của tổng giá trị. Trả tiền hoa hồng lại quả hay phí bôi trơn rất phổ biến ở Việt Nam và được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy có khoảng 66% doanh nghiệp Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức để thực hiện việc kinh doanh được thuận lợi. Như vậy, với mức phí hoa hồng đến 25% thì các quan chức và cò có thể chia nhau tới 250 triệu đô la trên khoản hợp đồng 1 tỷ đô la. Đây chính là tiền thuế của người dân bị ăn cắp. Vì thế họ đã chiến nhau là đúng. Điều đáng nói, đáng lẽ ra không cần phải có sự chen ngang của bà siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì mức thù lao của mỗi quan chức sẽ cao hơn. Đấy có thể là nguyên nhân dẫn đến đấu đá nội bộ. Đây là hình ảnh quy tắc lại quả 25% trong hợp đồng mua vũ khí đã được thiết lập từ năm 2017.
Theo Yusim Mehman, tác giả của bài báo trên Heres cho rằng nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ bà Nhàn là do các thỏa thuận mua bán vũ khí. Lý do gốc của việc bắt giữ là cuộc cạnh tranh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm. Như vậy là tứ trụ đang chiến đấu với nhau vì quyền lợi khổng lồ trong hợp đồng mua vũ khí. Không biết ai đánh ai, nhưng trong đó có những tên tuổi rất lớn. Vụ bắt giữ này xảy ra chỉ vài ngày trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 với hơn 200 ủy viên Trung ương Đảng thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm cả vấn đề về tổ chức và chỉnh đốn đảng. Không biết người phụ nữ này có gì hấp dẫn mà bà ta được ưu ái làm trung gian thương vụ quá lớn của nhà nước, để rồi khi các quan chức hàng đầu đánh nhau thì lôi bà ta ra xử. Vụ án này xem ra rất phức tạp và khó kết thúc thỏa đáng, bởi vì chưa có trận đấu đá nào ngang tài, ngang sức như trận này.